Bernabe đang ở một góc đẹp, một pha phản công giao tranh trong thời điểm này chăng? Đến từ bên phía Benjamin, chúng ta tới rồi. Bernabe tình tăng vào vị trí của John, hạ gục John. Nhưng nếu như trong trường hợp không thể có dòng tiền đấy, Bernabe xin lỗi, có tập biến không? Bắn chưa có tập biến, chưa ngoài Quang Hải, cú nhảy của Quang Hải lấy bắn. Mọi thứ đang khó khăn dần theo thời gian. John giấy trụ là khá đầu, cú nâng cầu đến từ Mai. Marita cũng được đối với của Bernabe. Tập biến không? Không có tập biến trong tình huống như thế nào? Bernabe vẫn đang chờ đợi một cú tập biến tiếp theo. Bernabe đây, chém đi. Bernabe không nhảy chúng tới T1 ở trong tình huống điều này và chúng ta vẫn lao lên. Đang là ép góc để đánh T1, bị tìm thấy T1, có ai cũng biết T1 không chưa, nhưng Đăng Luân bị kẹt lại. Đăng Luân có biết được không? T1 đáp lại rồi, Quang Hải vòng sau và đều bị Quang Hải ơi, bắt đầu bị đỉnh quá em ơi, và tỷ số sẽ là 4-3 dành cho Vinh em mình.